mà Tết không về quê rồi ở đây anh cảm thấy sao? Thấy nó một mình, nó cô độc nói sao đâu đó anh hai ơi. Mà thấy ra ngoài đường cái thấy mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú đi người hai người đi chiếc xe, thấy tuổi sao đâu. Em có mượn điện thoại của cô á, gọi điện thoại về rồi ba mẹ hỏi giờ ở đâu, cái nó ở Nghĩa Trang Bình Hòa mà giờ đang sống ở trong cái ngôi miếu. Ba mẹ mẹ phải la trời không, phải nói trời ơi chết rồi. Hứa với mẹ qua Tết về à, mà mấy bữa nay kiếm việc làm cũng không có luôn. Giận giận chỉ muốn về quê chứ không muốn ở Sài Gòn. Sợ rồi hả? Dạ. Việc làm có mà xin ta nói thì ta không nhận. Xin kính chào tất cả mọi người đến cái video tiếp theo của Di Còi. Hiện tại thì Di đang có mặt tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Phía trước mặt của Di á, đây là một cái nơi mình thấy bên trong thì có tượng tiếng máy bay lớn mà cả nhà. Thì mình thấy bên trong có tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cả nhà. Thì khi mình nhìn sơ qua thì mình thấy đây giống như là một cái nơi mà để cúng kiến cái nơi mà người mất á, sau đó là người ta sẽ mang đi chôn, gọi là cái nhà tang lễ, nhà quan cả nhà. Mà khi mình đi vào bên đây á thì thấy có một thanh niên đang sống trong đây và đang cầm những cái chổi quét cả nhà. Thì theo Di được thông tin, Di được biết á, thì cái khu Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa thì đang trong cái quá trình là giải tỏa. Nhưng mà khi mình đến đây á, thì mình lại thấy một cái người thanh niên đang cầm cái chổi quét. Có vẻ như anh ta đã sống ở đây cả nhà. Bây giờ Di sẽ vào bên trong để Di tìm hiểu thử. Em chào anh nha. Có vẻ anh rất là hiền cả nha. Em trò chuyện với anh xíu được không? Dạ. Anh cho em gắn cái mic nha. Cái này để nó thu tiếng cho rõ. Dạ. Chứ không gì hết. Em cũng có một cái, anh cũng có một cái nè. Dạ. Dạ. Thì lúc nãy em đứng ở ngoài á. Dạ. Em thấy anh đang quét. Là anh quét cái gì vậy anh? Dạ em quét chỗ cho nó sạch để lát tối nằm. Không có chỗ nào có nằm võng. Anh quét cái gì đâu? Dạ quét đường dài này. Quét cái này hả? Dạ cho đỡ mũi. Đỡ mũi? Dạ. Rồi tối ngủ đây hay sao? Dạ tối nằm đây ngủ. Nằm đây ngủ? Dạ. Trời ơi, em thấy anh giống như là không phải người dân ở Sài Gòn hả? Dạ ở Tây Ninh nè. Ở Tây Ninh? Dạ. Năm nay là anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 42 ạ. 42 tuổi? Dạ. Mà sao nhìn anh trẻ quá vậy? Dạ không biết. Trẻ măng luôn á. Dạ. Rồi anh tên gì? Dạ em tên Trường. Anh Trường? Dạ. Em còn nhỏ xíu tuổi à, em nhỏ hơn anh. Dạ. Rồi anh Trường sao mà anh Trường lại ngủ đây anh Trường? Tại vì em đi làm rồi em lưu lạc tới đây em kiếm việc làm á, rồi người ta nói thì giờ gần Tết, người ta nói Tết chưa có rồi nữa, vài bữa nữa người ta mới có. Vài bữa nữa mới có? Dạ. Xong em nghe cái câu chuyện của anh em thấy ấy quá, hay anh ngồi xuống võng đi, anh em mình trò chuyện xíu nha. Dạ. Đây cả nhà, đây là cái túi đồ của anh hả? Dạ. Cái túi đồ này có gì anh Trường? Dạ cái này cái tấm ra đằng tối đắp cho nó đỡ lạnh. Dạ. Với lại thêm cái áo khoác. Áo khoác? Dạ, với lại mấy cái khẩu trang. Ồ. Dạ hết rồi ạ. Dạ.
Rồi anh Trường là quê anh Trường ở đâu? Dạ ở Tây Ninh, ở huyện Hòa Thành. Dạ nhưng mà sao anh Trường hồi nãy anh Trường nói em là lên đây kiếm việc làm hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi bữa giờ là không có việc làm? Dạ không. Dạ chưa, tại người ta nói gì Tết người ta nói thì chưa có. Dạ. Rồi lên đây anh có quen biết ai không? Dạ không. Rồi ở dưới gia đình có biết anh lên đây không? Lúc trước đi có xin ba mẹ. Dạ. Mà giờ không có chuyện làm mà chưa có gì về. Chưa có về. Rồi anh đi lên đây được bao lâu rồi anh Trường? Dạ anh lên đây được trước Tết nữa. Trước Tết? Dạ. Mà không có việc làm luôn? Dạ không. Rồi ăn uống sao? Mà mấy cô ở trước cho ăn. Dạ. Rồi tối là anh Trường ngủ trong đây? Dạ. Mấy cô nói thì ngủ trong này. Dạ. Mà anh biết trong này là cái gì không? Dạ cái đền. Cái này giống như cái miếu á, cái nhà hoàng đúng không? Dạ nhà hoàng. Dạ. Mà anh không sợ hay vô đây ngủ? Dạ lát đốt nhang. Đốt nhang. Dạ. Nhưng mà có sợ không? Dạ cũng có mà mấy anh mấy cô mấy chú nói không có cái gì hết. Không có gì hết. Dạ. Nhưng mà cũng sợ đúng không? Dạ. Mình tối cũng phải đốt nhang. Dạ. Tại vì những cái nơi này nó rất là linh thiêng. Dạ. Tại vì đây là nhà hoàng thì nơi mà cái gọi là cái chỗ mà người ta cúng người chết trước khi mà người ta đi chôn á. Dạ. Thì ít nhiều thì nó cũng có, tại đây là khu nghĩa trang lớn nhất ở Sài Gòn đó. Dạ. Đó thì khi anh gì anh phải đốt nhang trước. Dạ. Dạ. Rồi anh Trường sống đây rồi tắm rửa sao anh Trường? Dạ có chỗ tắm ở đằng kia. Ở chỗ đằng kia. Dạ. Anh nói chuyện thật thà quá ta. Anh Trường có vợ con không? Dạ chưa. Chưa hả? Rồi ba mẹ có mấy anh em? Dạ có hai người anh em. Hai người hả? Nhưng mà giờ chưa có việc làm nè, lên đây cả tháng trời mà chưa có việc làm thì anh Trường không có, sao anh Trường không về quê? Tại giờ trong mình hết tiền luôn rồi. Hết tiền luôn? Dạ. Không còn ngàn nào hả? Dạ không. Mới ở đây. Anh ở trong đây được mấy ngày rồi anh Trường? Dạ được, bữa nay nữa được 3 ngày. Bữa nay là 3 ngày. Dạ. Em thấy xung quanh đây rất là nhiều nhang nè. Dạ. Có chỗ người ta đốt nữa. Trời ơi, thiệt chứ. Mà giờ anh Trường có muốn về quê không? Dạ có. Muốn về quê hay là muốn đi làm? Dạ nếu mà ngày mai hả được, mai về quê. Dạ. Về quê, về Tết, về hồi Tết mẹ kêu mẹ anh gọi điện cho mẹ, cái mẹ nói thì sao không về. Cái nói thì con chưa có việc làm, con không về. Cái mẹ nói thì qua Tết đi về. Mẹ kêu đi về. Rồi anh Trường có xài điện thoại không? Dạ mượn điện thoại của mấy cô bán trước á. Rồi gọi cho mẹ. Dạ. Rồi mẹ kêu đi về. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ nói thì không làm ở dưới được thì đi về. Dạ. Chứ ở dưới không có ai hết. Bởi vậy nên Sài Gòn một thân một mình mà không có người thân quen, rồi đây không có việc làm nữa. Dạ. Rồi đi là chỉ có mấy bộ đồ vậy thôi. Dạ. Lúc anh đi anh có đem đồ theo không? Dạ không. Có như đây hả? Dạ. Trời ơi, không có đồ để mà tắm rửa thay để mà mình đi ấy luôn. Dạ. Tưởng xuống gì xuống thành phố người ta nói việc làm nhiều lắm mà hỏi người ta nói gần Tết người ta không nhận. Dạ đúng rồi, gần Tết người ta về quê hết trơn người ta đâu có nhận đâu. Ví dụ như qua Tết thì anh đi kiếm việc làm thì nó dễ hơn xíu, còn như tận cận Tết thì nó khó. Tại cận Tết người ta đâu có nhận nữa, người ta về quê hết trơn à. Rồi anh Trường là sống ở đây, tắm rửa ngoài kia, ăn uống thì mấy cô cho. Dạ. Rồi tối ngủ ở đây. Không có nhang mũi gì luôn. Dạ có nhang đó nhang à, đốt nhang kia. Dạ. Trời ơi. Bình thường anh Trường đốt nhang đâu dẫn đi coi. Đốt nhang chỗ nào anh Trường? Đây hả anh Trường? Đây, tối nay là ngủ một bữa nữa ha. Nếu mà em giúp được anh, em cho anh tiền anh mai về quê ha. Dạ. Để về quê với ba mẹ đi, chứ bây giờ Tết nhất tới nơi rồi, qua Tết luôn rồi mà bây giờ cũng chưa có việc làm nữa. Cứ về dưới trước đi, rồi khi nào có việc làm hoặc là ai giới thiệu việc làm á thì mình đi lên. Dạ em biết rồi ạ. Chứ mình sống ở đây cũng hay là anh muốn ở đây để đi làm? Muốn về dữ lắm mà không có tiền. Nghĩ là giờ muốn về nhà. Dạ. Tại vì mẹ kêu con về. Mẹ kêu về ha. Dạ. Còn người kia của anh là người em hay là người anh? Dạ người anh. Anh
anh của anh có đi làm không? Dạ anh hai ảnh có nhà riêng ở trên cảnh á. Dạ. Mà ảnh làm riêng. Làm riêng hả? Sao không xin anh hai phụ anh hai làm? Dạ. Thôi anh Trường đốt ở đâu trước? Đốt đây trước ha. Cảnh này mình không biết nói như thế nào luôn cả nha. Thật sự là khi lúc nãy Di chạy ngoài đường á, nè các bạn thấy cái cổng nè rất là xa này, khi Di chạy vào đây á thì Di thấy anh Trường anh đang ngồi lụm khụm đây, anh quét cái gì á, mình thấy vậy thôi, mình ghé thì khi mà ghé thì mới phát hiện được cái câu chuyện của anh. Thật sự là nghe anh kể mà mình cũng xót ruột luôn. Những cái đồ này là người ta cúng hả anh Trường? Dạ phải ạ. Người ta cúng bữa Tết đó anh. Dạ. Dạ bữa Tết rồi giờ mấy cô mấy chú mấy anh mấy chị để đây luôn. Dạ. Sao mà anh Trường biết cái chỗ này mà anh Trường vô anh Trường ngủ đây nè? Dạ tại vì đi dài đường từ dưới lên á. Rồi cái bắt đầu cái không có chỗ ngủ. Cái lợi ngay chỗ bến xe. Con mèo hết hồn. Dạ lợi ngay chỗ bến xe, cái bắt đầu mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú chỉ ở trong này nè. À, nói là chỗ trong này còn một còn chỗ mà cứ vô trong đó ngủ, mà trước khi ngủ mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú kêu đốt nhang á. Đốt nhang. Dạ. Lúc đầu mấy cô mấy chú kêu vô đây ngủ anh sợ không? Dạ mà buổi sáng bữa tối bữa chiều á là vô đây cái ban đầu không thấy ai hết, thấy mấy chú đó mấy chú trong bảo vệ á, cái mấy chú nói hả có ngủ đó không có sao hết á. Dạ. Cái mấy chú kêu thì đốt nhang á. Đốt nhang lên cái không có gì hết, cái bắt đầu quen hai ba bữa quen. Dạ. Ngủ thì thấy có mệt trong người không? Dạ không, bình thường ha. Dạ. Em nghĩ là do anh đốt nhang. Dạ. Với lại anh hiền nữa, sáng đốt cái trường đốt cái chiều tối cũng đốt, chiều tối đốt. Dạ. Mấy cô mấy chú nói vậy á. Còn giờ cái mơ ước của anh mong ước cái điều gì nhất này nói nghe coi. Dạ giờ có giờ đi về à? Về quê. Dạ. Giờ về quê là nhiêu tiền ta? Dạ 150.000. 150.000. Dạ. Là anh đi sao chỉ em nghe. Đi về người ta nói bắt xe, giờ bắt xe đây về Trường Chinh gì đó. Cái bắt từ đường người bắt xe đi về An Sương. Cái từ An Sương cái người ta mình hỏi về từ Tây Ninh. Tây Ninh. Là 150.000. Dạ. Mà nói anh kiếm mà mấy cô mấy chú nói thì mày ráng vài bữa nữa đi. Là sao? Giá ngày bữa là sao? Là kêu kiếm việc làm á, mà kiếm mà hoài mà người ta nói ta chưa có nhận. Chưa có nhận. Hồi sáng anh nói là anh làm gì ngoài đây? Đường hả? Dạ, người ta đang làm sắp sửa làm đường ngoài đó đó. Đâu anh dẫn đi ngoài hết coi. Dạ anh em đi ngoài cái chỗ là nghĩa là cái chỗ này là anh tính mai anh xin anh làm á ha. Dạ chưa, vài bữa nữa anh hai. Vài bữa nữa hả? Dạ. Giờ người ta mới cắt cái chòi à. Mới cắt cái chòi à. Này cả nhà mình mà cái chòi bự lắm, thấy thương ảnh nói ghê luôn á. Cuộc sống Tết là không được, không có gì quen Tết luôn nè. Rồi Tết là lủi thủi đây có mình hả anh Trường? Dạ phải, sáng cái mấy cô bán nước đó kêu qua ăn cơm à. Cái cho nước đá uống cái trưa cái cô kêu ra ăn cơm. Dạ. Mấy cô đây cũng thương anh quá trời. Dạ. Mà cô đi về rồi anh ơi. Cô về rồi. Dạ. Thì mấy bữa nay không ăn luôn. Rồi bữa nay cô về rồi ăn uống ở đâu? Cô hồi trưa cô có cho ăn. À làm đường chỗ này ha. Dạ. Ngay đây hả anh Trường? Dạ đằng đó kìa. À rồi em biết rồi. Còn mấy bên đây là gì ta? Dạ bên đây là người ta làm cái đằng mà xây cái nhà đằng cho mấy người mấy anh mấy chú người ta ở. Dạ. Mà giờ người ta chưa có làm. Ở đây hay coi mình có cái miếu nè. Dạ. Nó có nhang không anh Trường? Dạ có nhang trong nó. Không nhang, nó có nhang kìa, mình đốt luôn đi. Dạ. Sẵn hai anh em ra đây mình đốt luôn đi. Dạ. Hộp quẹt đâu? Hộp quẹt để chổng rồi. Đây này có hộp quẹt không? Chứ không có quẹt đây không? Có quẹt à, có không? Có quẹt đó không? Dạ không. Không hả?
Bây giờ mình vô trống mình lấy học quẹt đi. Dạ. Em thấy ở đây cũng linh thiêng á. Dạ. Thì lấy học quẹt đi anh Trung. Thật sự là khi mà mình nhìn thấy cái cảnh này của anh Trường thì thật sự là mình cũng không biết như thế nào luôn đó nha. Khi một cái người đàn ông mà bây giờ là 42 tuổi rồi, giờ chỉ mong muốn, chỉ có muốn là được về quê thôi. Và hồi nãy mình hỏi ảnh là cần bao nhiêu tiền thì ảnh nói chỉ cần 150 ngàn là đủ tiền về hết anh Trường. Ảnh đi trước thì chắc ảnh không có nghe đâu cả nha. 150 ngàn. Thật sự là lúc nãy thì mình chỉ hỏi thử ảnh như thế nào thôi cả nhà. Nhưng thật ra nếu mà mình có gửi tiền ảnh thì mình cũng sẽ trích ra một số tiền khá khá để mình gửi cho anh Trường. Chứ không lẽ giờ anh xin 150 ngàn thì cho anh 150 ngàn thì chi phí ăn uống khi về quê nữa. Thấy ảnh rất là tội. Nãy anh nói em là về quê là chỉ cần 150 ngàn là đủ hả? Dạ. Giờ nhất quyết là muốn về quê ha. Dạ. Rồi. Cô, mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú cũng nói thôi đi về quê đi. Dạ. Rồi có ba mẹ dễ nữa. Còn ở trên này có mình nè. Rồi mày kiếm việc làm cũng được. Cái không có chỗ ngủ, không có chỗ ngủ luôn á. Đúng rồi. Tết nhất nữa. Rồi anh Trường đi lên đây là anh Trường có đem giấy tờ giấy chứng minh này kia không? Dạ có. Có đầy đủ giấy tờ ha. Dạ. Ừ. Tại vì có đầy đủ giấy tờ thì mới đi xin việc làm được. Nhưng mà tiếc là ảnh lên đúng cái thời điểm là ngay dịp Tết đó cả nhà. Là không có kiếm việc làm được. Giờ mong muốn là chỉ về quê thôi. Để ảnh đốt ngang cái đi rồi mình anh em mình sẽ trò chuyện tiếp. Coi mình giúp được gì ảnh mình sẽ giúp coi nha. Nhìn cái cảnh này thì mình thật sự là nhói lòng. Mặc dù mình không thể giúp được nhiều nhưng mà mình có thể cố gắng mình giúp được ảnh một cái phần nào đó để cho ảnh có cái chuyến xe ảnh về quê. Chứ mà khi mà nhìn thấy một cái cảnh người đàn ông như thế này mà sống lang thang cơ nhở như thế này, muốn về nhà mà không được thì mình thật sự rất là tội, rất là thương. Không ai biết sao có cái duyên sao mà quẹo vô đây gặp ổng đây chứ. Bên đây em thấy mấy cái hũ cốt gì nè. Dạ mấy cái này là người ta lấy hết rồi anh. Lấy hết rồi hả? Dạ. Quần áo là dục quá trời. Dạ. Mấy cái mộ này chắc người ta lấy cốt hết rồi quá anh Trường. Dạ. Một số còn một số ngôi mộ thì chưa lấy. Với lại ở phía trong cái ngôi miếu đó chưa. Phía sau ngôi miếu có mộ nữa. Dạ. Tại vì cây cỏ nhiều nè anh ơi. Rồi người ta không lấy được. Rồi anh Trường nói em là anh Trường lên đây là hồi trước Tết rồi, đây cũng cả tháng rồi. Dạ. Rồi lúc đó trước khi mà vô đây ngủ là anh Trường ngủ đâu? Dạ lúc trước là em ngủ ở đằng ngay chỗ trung tâm quả táng Bình Hưng Hòa, ngay chỗ bãi giữ xe trước á. Dạ. Mấy chú bảo vệ cho ngủ đó. Dạ. Những dân giọng ngủ đó. Dân giọng ngủ. Hồi sáng cái đi kiếm việc làm mà người ta không nhận, người ta nói thì gần lúc đó quyết định sao mà lại quyết định ngay cái dịp Tết mình lên Sài Gòn luôn vậy? Dạ tại vì đi chung với mấy anh á, rồi cái mấy anh thấy người ta ở đây đông đông người vui rồi nói thôi để ở đây thời gian thử coi. Cái xin cái mấy anh cho cái mấy anh đi về cái ở đây, cái con đi hoài vậy đó. Cái người ta hỏi, cái người ta chỉ, giờ vô đó ngủ đỡ đi. Rồi sáng đi kiếm. Là mấy bạn của anh với mấy người anh là về quê hết rồi. Dạ. Còn mình anh ở đây thôi. Dạ. Rồi lúc đó là em còn tiền. Em còn mấy trăm nghìn, mấy anh mấy chú cho cái dạ. Hết xài hết tiền luôn. Xài hết. Dạ. Có cái, nhậu không? Dạ không. Cái ngăn cơm với uống nước ngọt á. Cái thương anh quá. Ok. Thôi như hôm nay là có cái duyên anh em gặp dạ. Nhau à. Thôi anh em đi từ từ vào bên trong. Dạ. Đi cái chỗ vô cho cái chỗ của anh nữa. Ngồi nói chuyện cho nó chỗ đó nó ấm cúng. Dạ. Nhưng mà anh sống ở đây tắm rửa ngủ nghỉ không có mùng mền mà thật sự đây nếu mà buổi tối là rất là nhiều mũi nha. Dạ ở đây nhiều mũi anh ơi.
Với lại ở đây người ta nói có rắn nữa. Rắn anh có gặp không? Dạ không, mà mấy cô mấy chú nói vậy. Rắn dữ lắm hả? Dạ, ở đây tại cây cỏ nó nhiều nè anh. Nãy đang đứng nói chuyện anh mà con mèo chạy qua, hai anh em giật mình đúng chứ. Đây có mấy phần mộ hình như là chưa móc cốt rồi cả nha. Dạ chưa anh. Mà Tết mấy người đó, mấy người nhà người ta cũng không có lên nữa. À, anh có biết là khu này là như đang giải tỏa mà. Dạ, giờ giải tỏa cũng bớt rồi anh hay. Ở phía sau đó là còn mấy trăm cái á. Ghê. Dạ. Có đường đi đó không ta? Dạ không mà. Tại giờ nó bít hết rồi anh hay. Cây cỏ lên á. Cả nhà nghĩ sao về anh Trường? Hãy bình luận với phần rồi giúp Di ha. Nhưng mà riêng Di thì mình đã có cái duyên gặp anh Trường đây thì chắc chắn mình sẽ giúp ảnh. Bên đây là cái gì hả anh Trường ha? Có gì ảnh? Ồ, có cái chiếu anh Trường. Dạ có cái chiếu. Tối chiếu ở trong đó người ta cho. Cho anh ngủ hả? Dạ. Có gì chạy xuống đây nè anh. Nằm ngủ đây luôn. Dạ. Anh nằm anh quay cái đầu ở đâu? Dạ em quay ra ngoài. Cái chân ra ngoài? Dạ. Cái đầu vô trong? Dạ. Đúng rồi. Tại vì ở bên đây là có thờ nè, nên là mình phải cái đầu mình phải quay vô trong chứ quay cái chân vô đâu có được. Dạ. Đây là thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đó nha. Phía bên ngoài đó là gì anh Trường? Bên trong anh hay mình đi xung quanh thử cái có cái gì mấy không? Dạ anh, đây là mấy cái này là ta cho. Cho à? Dạ. Rồi cái nhang cúng nè. Nhang cúng đó anh ta bữa Tết á. Dạ. Đây có rất là nhiều những cái đồ cúng cho người mất nè. Dạ đúng rồi. Nhiều. Bông hoa này nọ người ta đem vào đây người ta bỏ anh. Từ vậy là ở ngoài đó là phía ngoài đó là còn mấy trăm người mộ ngoài đó đó anh. Mấy trăm người mộ đó. Dạ, nhưng mà giờ cỏ bít hết rồi. Thôi đừng đi ngoài rắn rít. Dạ. Có bao giờ anh Trường đi ngoài đó thử chưa? Dạ chưa. Sợ không? Nhưng mà em đi cái hướng đó, em đi vô trong lúc ở trong thì nó em không thấy gì hết. Em chỉ thấy cỏ vậy thôi. Cỏ cao quá. Dạ. Ở đây thấy có cái đường mòn này ha. Dạ. Vậy chứ mà đường mòn này là đi vô khó lắm á này. Đúng rồi. Tại vì em thấy bên trong giống như có mộ quá. Dạ có. Tại cái khu này rộng lắm. Dạ. Người ta bỏ rác quá trời. Dạ. Chỗ cúng kiến mà cho ta bỏ rác dữ thần ta. Cái này lúc trước em quét đó chứ. Lúc trước nó không có gì đâu, nó y vậy nè. Cái em quét đỡ rồi đó. Còn chỗ bên đây là anh ngủ bên đây. Dạ. Rồi, điều bảnh luôn. Anh em đi qua đây nè, đi này luôn đi anh chị. Trường quét đây hả? Dạ anh quét gom dạ, đây hả? Dạ. Nè. Mấy cái này anh quét anh gom lại đúng không? Dạ. Ồ anh quét. Anh quét sạch bóng luôn ta. Còn cái này chỗ này chắc dạ ta... cái này là lúc trước người ta đốt đống lửa ban đêm á cho anh đỡ lạnh á. Anh đốt hả? Hay dạ đốt? Không, người khác đốt. Thì là trước khi là có người đây ở đây rồi. Dạ. Mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Dạ. Thôi anh Trường lại ngồi giỏng đi. Mà anh Trường biết đường đi ra bến xe An Sương không? Dạ không. Mà anh ta nói thì bắt xe cái hỏi. Bắt xe. Hỏi anh, hỏi đi cô. Ra đây nè. Đi hỏi... ra đây có mấy chú xe ôm. Hoặc dạ. Là mấy anh ráp á. Dạ. Biết ráp rồi đúng không? Dạ biết. Đó. Hỏi mấy anh mấy chú. Chở ra bến xe An Sương. Dạ. Rồi ra đó là... có mấy quầy vé, biết anh biết quầy vé đúng không? Dạ có. Biết chữ mà đúng không? Dạ. Đó ra đó mình mua vé xe về Tây Ninh. Dạ. Tây Ninh đúng không? Dạ. Anh ở khúc nào Tây Ninh? Dạ em ở huyện Hòa Thành. Huyện Hòa Thành. Dạ. Rồi phường xã ấp là? Dạ ở ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Là nhất quyết là muốn về quê. Dạ. Tại vì mẹ kêu về quê à? Xin mượn điện thoại của mấy cô á, cái gọi cho mẹ, cái mẹ nói thôi mấy anh mấy chú mày ta về trước rồi giờ mày về đi chứ ở dưới chi mà không có chuyện làm nữa. Cái nói giận về mà con không có tiền nữa. Nói trời ơi mày làm sao mà không có tiền nữa, con làm con về đây con xuống đây thất nghiệp luôn á, ta không có nhận luôn. Rồi con ngủ ngoài gì nè. Rồi anh nhớ số điện thoại mẹ không? Dạ có ghi trong miếng giấy của cô á. Mà cô ngoài kia hả? Dạ mà cô gì à? Cô ngày mai cô bán nước nữa, cái cô lại nữa. À mai bán nước cô lại. Dạ. Tưởng nhớ số thì gọi về mẹ. Thì nó dạ. Nói mẹ mai con về. Dạ. Thương ảnh quá. Cái này cô bả cho nữa nè.
cho hả? Dạ. Cô bà nói mày lấy cái này tối có nước mày uống. Bà cho nước đá. Có cái chổi, thấy thương quá vậy. Dạ, cái chổi này thấy ở trong đó đó, rồi quét. Mấy ngày rồi anh Trường chưa tắm thì chân dính dữ anh Trường? Đi từ sáng giờ đi kiếm việc làm luôn á anh hai. Mà người ta nói dạ chưa. Chưa để, có. Dạ để từ từ. Rồi hồi nãy chú cũng nói thì mày ráng vài bữa nữa đi, rồi ở đây người ta làm nè, rồi xin. Cái nói giờ kiếm tiền đủ rồi con đi về thôi chứ. Con gọi điện cho mẹ rồi, mẹ nói vậy đó. Mà sao mà lại muốn về? Ví dụ mà có việc làm đây, không ở lại làm mà lại muốn về. Tại mẹ kêu rồi, thôi mày về đi. Mày về đi rồi nữa không có chuyện làm thì xuống, còn trên này giờ có chuyện làm rồi. Mẹ nói vậy á. Nghĩa là ở nhà có việc làm rồi. Dạ, ở trên Tây Ninh á. À. Mà nói giờ con không có tiền nữa sao con về à? Hiền quá trời hiền. 42 tuổi hay là 32 tuổi? Dạ 42. 42 tuổi. Là anh sinh năm mấy? Dạ sinh năm 83. Dạ. Dạ, 83. 83 này 41 42 tuổi rồi. Dạ. Ủa anh Trường tuổi gì ta? Dạ. Dạ tuổi Dậu. Dậu hả? Dạ tuổi gà. Thôi đừng hút thuốc nè, đừng hút thuốc. Dạ. Cái này rồi em cái này quay clip xong rồi có hút thì hút. Chú cũng cho. Chú cho. Trường có chơi xì ke ma tí gì không? Dạ không. Không không. Ok, em nói chung là hôm nay em giúp đỡ anh là em muốn anh là có một cái dạ, không có xâm mình gì hết. Chung là hôm nay là hai anh em mình có duyên gặp nhau. Dạ. Thì em thấy được cái hoàn cảnh của anh vậy thì bây giờ em giúp đỡ anh một ít dạ. tiền. Dạ. Để mai anh về quê. Dạ. Thì mai thì anh ra ngoài đó anh bắt xe về. Dạ. Ok không? Dạ có. Quyết định là về quê ha. Dạ. Rồi về quê về dưới có việc làm đi, ở gần ba mẹ. Dạ. Ha. Dưới ở gần mấy anh chị, mấy cô, mấy chú. Đúng rồi. Mà lúc đó là lại thích Sài Gòn rồi lên đây vậy thôi. Dạ. Tại anh thấy ở dưới quê không có nhiều người mà trên này quá trời người á. Cái mê. Rồi lên đây thấy cuộc sống ở đây sao? Dạ khó kiếm việc làm quá. Kiếm việc làm. Dạ. Nếu mà cho một sự lựa chọn một lần nữa là anh muốn làm việc ở trên Sài Gòn hay là làm việc ở dưới quê? Dạ thôi giờ anh gì à. Lên đây đi 4 5 bữa luôn mà không có việc làm mà không có chỗ ngủ nữa. Rồi đi đây hay có bị người ta gạt gẫm gì không? Dạ không. Mà có cái mấy cô mấy chú cho nước uống. Thương ha. Dạ. Mấy cô chú thương. Chắc biết anh ở xa lên á. Dạ, mấy cô mấy chú thấy cái kêu nói đi kiếm việc làm hả gì mà mày đi mày lủi mày đi dữ à. Nói dạ. Cái nói, vô đây mày ngồi vậy nè, cái nói con không có tiền. Cái mấy cô nói không có lấy tiền. Cái cô bà chỉ vô đây hả? Giỏng này cho mấy cô cho luôn hả? Dạ. Mà rách à. Mai định mấy giờ anh về? Dạ khoảng chừng 8 mấy 9 giờ. 8 mấy 9 giờ. Dạ. Cô bán nước ngoài đầu đường luôn hả? Dạ. Cô bán nước tới 7 giờ mấy 8 giờ cô mới xuống. Mai 7 mấy 8 giờ về. Dạ. Nếu mà ngày mai á mà sao ta? Nếu mà ngày mai mà em mấy giờ anh Trường về ta? 8 giờ hả? Dạ. 8 giờ anh Trường về. Để coi nếu mà ngày mai em không đi công chuyện á thì sáng mai em qua đây em chở anh về ra bến xe ăn sương. Dạ. Đỡ tốn tiền đi sớm. Dạ. Rồi nếu mà tới giờ đó mà anh Trường không thấy em qua thì anh Trường cứ đi về quê. Dạ. Bình thường. Em biết à. Thì nếu mà em tại khi sáng em để tối nay em nếu mà không có bận gì á thì em sắp xếp sáng mai em qua đây sớm. Dạ. Rồi em ở ngoài quán nước ngoài em đợi anh ra rồi hai anh em chở anh đi về bến xe ăn sương. Dạ. Mua vé xe buýt về đi lộn mua vé xe về Tây Ninh. Dạ. Đỡ tốn tiền mà đi xe ôm từ đây qua bển. Dạ. Đó. Còn nếu mà sáng mai mà anh không thấy em á thì cứ đi về bình thường. Dạ. À, biết đường về mày đúng không? Không thấy thì kêu cô chỉ xe ráp hoặc xe mấy chú xe ôm á. Dạ. Chở về.
Còn nếu sợ tốn tiền thì em sắp xếp em mai em sớm qua đây sớm em chở anh đi. Dạ. Tùy anh. Là nhất quyết là về quê ở gần ba mẹ có việc làm dưới. Dạ. Dễ thương quá nha. Ai vậy? Dạ xe du lịch bự của Quốc Trâm đó. Hết hồn. Anh tưởng có nhìn nhìn ai hết hồn. Thôi thì có cái duyên hôm nay em gặp anh Trường á thì em gửi anh Trường một ít tiền ha. Dạ. Anh Trường cơm chưa? Dạ rồi, nãy cô cho rồi. Có mua nước uống chưa? Dạ rồi, trong này cô cho luôn rồi. Vậy là giờ tối ngủ thôi, không làm gì hả? Dạ. Hồi nãy Trường nói là nhiêu tiền về quê ta? Dạ 150.000. 150.000 là đủ tiền về rồi. Dạ. Thường dữ thằng trời. À, bây giờ em ở đây em không xin thêm hả? Dạ thôi. Sao vậy? Dạ thôi. Xin thêm ăn cơm nước không? Con nhiêu đó đủ rồi. 150 à? Dạ. À, em trích cái số tiền của cô Tina Thị Dương ở bên dạ, Mỹ. Dạ. À, em gửi cho anh Trường 500.000 nè. Dạ cảm ơn. Gửi cho anh Trường 500.000. Dạ, tiền này để mà mình đi về quê. Dạ. À, biết là nãy em hỏi anh xin có 150 à, nhưng mà thôi kệ em gửi anh 500.000 luôn để mà có mua bánh uống nước gì đó, hoặc mình muốn mua quần áo hay dép gì đó mua đó mình sử dụng. Dạ. À, giống như nãy em nói nếu mà sáng mai em quay sớm được á thì em chở anh về, em chở anh về bến xe ăn sương. Dạ. Rồi anh bắt xe về quê. Dạ. Để khỏi phải tốn tiền. Tốn tiền mà xe ôm từ đây bảnh á. Dạ. Còn nếu mà sáng mai mà anh ra mà anh ngồi đó mà không thấy em á thì cứ về trước. Dạ. Cái cô bán nước có đồng hồ mà. Dạ có. À, có đồng hồ anh cứ canh đi, ví dụ cỡ 8:30 mà 8:30 đi. Cỡ 8:30 mà không thấy em qua thì kêu cô kiếm xe đi về. Dạ. Còn nếu mà em qua được thì em qua sớm à. Còn dạ. Cỡ 7:00 mấy 8:00 em qua sớm em qua đứng em đợi. Dạ em biết rồi. Em đứng ngoài đầu đường nè. Dạ. Em đợi anh. Dạ. Rồi ra rồi hai anh em mình em chở anh về bển, chở về bến xe ăn sương rồi cho anh về quê ăn Tết. Dạ. Đi lộn, cho anh về quê với ba mẹ. Dạ. Chứ giờ qua Tết rồi. Cái xe nước của cô còn để đó. Xe nước cô còn để đây. Mà Tết không về quê rồi ở đây anh cảm thấy sao? Thấy nó một mình nó cô độc nó sao đâu đó anh hai ơi. Mà thấy ra ngoài đường cái thấy mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú đi người hai người đi chiếc xe, hai người đi chiếc xe. Rồi thấy tuổi sao đâu á. Rồi có vô đây rồi ngồi hút thuốc. Rồi cô mới hỏi phụ mày buồn hay gì nói dạ. À, con về không được. Giờ con không có tiền nữa. Cô mới nói thôi mày ráng đi. Mày ráng vài bữa nữa đi. Giờ ăn uống thì để cô lo cho. Rồi nữa con kiếm việc làm đi. Mà đi kiếm đưa căn cước công dân ra mà cô nói cái người ta nói thì người ta không nhận. Tết mà, ta đâu có làm. Tết ta về quê hết. Cái đi lúc ở dưới luôn. Cái đi về tháng 3 mấy 4 giờ cái cô mới hỏi mày đi đâu dữ vậy? Mà đồ mày còn để đây nữa rồi mất nữa rồi sao? Cái nói con đi xuống kiếm việc làm mà con thấy người ta để bảng mà con vô con hỏi cô chú luôn. Mà cô chú đó nói con không nhận. Cái nói đã tao cái cô mới nói đã tao nói rồi, cô ở đây không có nhận đâu. Gần Tết rồi. Là ở lúc này luôn. Rồi lúc đó là anh có nhớ gia đình không? Dạ có, rồi con cũng mượn, em có mượn điện thoại của cô á, gọi điện thoại về. Rồi ba mẹ hỏi giờ ở đâu. Cái nó ở Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa á. Mà giờ con đang sống ở trong cái ngôi miếu. Thì ba mẹ chắc hết hồn luôn. Dạ ba mẹ phải la trời không? Bà nói trời ơi chết rồi. Giờ nó nói nó không có tiền gì à. Rồi nó nói thì không có quen ai ở dưới, rồi giờ ở trong ngôi miếu gì đó. Rồi tôi kêu mẹ bà nói trong điện thoại nó thì giờ kêu nó về rồi. Mà nó nói nó để qua Tết nó về. Mẹ bà nói vậy đó. Rồi hứa với mẹ qua Tết nó về. Mà mấy bữa nay kiếm việc làm cũng không có luôn. Ta nói thì ta chưa khai trương. Đúng rồi, là nay mới có một người à. Dạ, ta chưa khai trương. Rồi mấy cái trung tâm mà xây dựng đường người ta làm trễ lắm. Dạ. Mà khi công nhân người ta có sẵn rồi mình chân ướt chân ráo mình không có tay nghề thì cũng khó lắm. Dạ. Thì thôi giờ mẹ thì nói với anh là có công việc ở dưới quê rồi thì dạ, có về quê đi. Mấy cô mấy chú mấy anh mấy chị nói hiện giờ ở dưới người ta có rồi. Rồi bây giờ mày về đi. Có nhiều người ở dưới quê thì người ta lại thích lên Sài Gòn để người ta làm việc. Nhưng mà khi mà lên Sài Gòn rồi thì lại muốn về quê. Dạ.
Nó cũng giống như trường hợp của anh vậy. Giờ em thấy giờ em chỉ muốn về quê chứ không muốn ở Sài Gòn nữa. Sợ vậy hả? Dạ. Việc làm có mà xin ta nói thì ta không nhận. Ta không nhận. Dạ. Thì người ta tuyển việc làm khi người ta tuyển cái độ tuổi á, dạ. Người ta tuyển độ tuổi người trẻ. Dạ. Mình thì cũng cứng tuổi rồi. Dạ. Khi nó không có phù hợp với công việc đó. Rồi cái không nhận cái em đi hoài gì cái tới chiều cái gì à. Cái cô bả cho chai nước ngọt uống, cái bỏ đá vô uống, cái cô bả nói thôi mày vô mày nằm mày nghỉ đi. Đã cô nói rồi thì em chịu. Anh Trường nhớ anh Trường đi xin việc làm xa nhất là đi tới đâu không? Dạ cái đường ra ngoài đó cái đi thẳng xuống dưới hoài dưới luôn. À đó là đi ra ngoài Tân Kỳ Tân Quý. Dạ đi thẳng hoài luôn. Thẳng hoài luôn. Dạ. Đi bộ hả? Dạ đi bộ. Rồi giác cái này cô bà nói mày đi cũng mày đi đâu mày cũng quản ý cái túi sách đi theo. Để có gì đi đâu tối không có chỗ ngủ mày văng cái võng vô chỗ gì đó mày ngủ. Hoặc là biết chỗ mày hỏi người ta chỉ về đây mày vô đây mày ngủ. Cô bà nó sợ để trong này mất. Mà con nói trời ơi trong này có cái gì đâu nó. Mày cứ mang đi theo đi. Hoặc là mày gửi đây nè. Bữa giờ lên đây là cũng có cô giúp đỡ cho anh rồi. Dạ. Thì coi như là sáng mai mình ra thì mình nhất là chào cô một tiếng. Dạ. Mình về thì cứ như vậy đi. Dạ. Cỡ 8:30 mà không thấy em qua thì cứ đi về quê. Dạ. Còn nếu mà em qua trước thì em chở anh về quê. Dạ. Rồi đỡ tốn chi phí ha. Vậy dạ, ha. Dạ rồi ạ. Thì mong là anh sẽ về quê để mà anh đoàn tụ với lại ba mẹ. Tại vì dịp Tết mình không được về rồi thì này mình về luôn đi. Dạ em biết rồi. Rồi thì chắc giờ Di cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất là mong là anh Trường sẽ có một chuyến về quê hoặc là hạnh phúc bên cạnh gia đình. Thứ hai nữa là Di dưới sẽ có được công ăn việc làm ổn định, từ bỏ ước mơ lên Sài Gòn luôn. Nữa có gì nữa làm có tiền hay gì cũng về đây chơi, về lại thăm mấy cô mấy chú ở đây. Ok anh. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Lên đường bình an thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Dạ. Dạ. Thì cả nhà có ý kiến gì hay là có bình luận gì thì để lại bình luận dưới đoạn video giúp Di ha. Còn giờ Di cũng xin chào tất cả mọi người. Chào anh Trường nha. Dạ. Rồi, bye bye. Dạ. Trường.